Xin chào các bạn đến với kênh Huy Mai Bangkok. Đây là bạn của Huy đợt vừa rồi có qua với chung với em Trang, đó là Lily Luta nè cả nhà. Đó, cô ấy đang gói những hũ muối của má. Tên của muối là muối của má 139k một hũ 600g, là bao gồm có một cái hũ đó và ở trong là muối pha của má của Lily Luta ở Nha Trang gửi vào. Thì một phần này mọi người có thể ăn được với rất là nhiều thứ như là gà chấm nè, trái cây nè, rồi hải sản nè, và đỡ ngăn mát tủ lạnh, được sử dụng trong vòng 6 tháng. Mọi người hãy ủng hộ cho cô bạn của mình với những đơn hàng như thế này. Mọi người có thể vào trang Liluta, L y ngắn, hai chữ L tiếp y dài, chữ L tiếp rồi U rồi tờ E đó. Đây là tô bún đuông ở Sài Gòn. Nếu mà ăn cái tô này với chấm cái con tôm này với lại muối của má của Lily Luta 139k một hũ 600g, để xay được rất là lâu nha cả nhà, thì cũng rất là ngon nha cả nhà. Và bây giờ Huy, đây là cái lúc mà Huy về Việt Nam, Huy có ghé thăm em Trang, bạn của Lily Luta, và sau đó Huy quay lại, nhưng mà chưa có gặp Lily Luta được. Nhưng mà sau đó Lily Luta gọi cho Huy, thì lúc đó Huy đã qua bên Thái lại rồi để gặp, đi chơi chung với bạn của hai đứa. Nhưng mà là do Huy ở bên Thái mà Lily Luta tưởng là Huy về rồi cho nên là không đi được. Nhưng mà đợt vừa rồi là Lily có nhắn cho Huy là qua lại bên, nhưng mà khu phía bắc của Thái Lan, rồi sẽ gặp lại sau. Nhưng mà đây là hành trình mua bánh bèo, để đợt vừa rồi 5 tháng trước là Huy qua nhà bé Trang đem bánh bèo qua chơi gặp lại Trang. Và sau đó là đây là những cái hình ảnh kỷ niệm đợt Tết vừa rồi này đó. Huy ăn bún suông, Huy chờ chị Hà tới, mà cái chỗ đó nó bán ngon, nó bán hết sớm lắm mọi người, ở trong chợ Bến Thành, cho nên là chị Hà ăn bún riêu. Hồi xưa Huy với chị Hà là hay ăn canh bún với bún riêu lắm đó. Nói chung là hôm nay là chia sẻ lại những cái kỷ niệm của cái cô bạn Lily Luta. Huy thấy cô bạn bán cái hộp muối của má trông rất là ngon, 600g chấm với đầy đủ các loại, như là hồi nãy Huy ăn là bún suông có con tôm chấm vô là ngon nữa. Cho nên là Huy giới thiệu cho mọi người, nếu mà ai thèm ăn, thích ăn muối rồi đó, mấy cái loại muối pha trộn một cái hũ như thế, thì có thể ủng hộ cô bạn của Huy nha. Mọi người vào cái trang cá nhân là Lily Luta để ủng hộ cô bạn của mình nha. Đây là nhà bếp Trang ở Sài Gòn quận 7. Huy đi qua chơi và mua bánh bèo, qua cùng gặp gỡ Hàng Thuyên lại cái đợt về Việt Nam vừa rồi này cả nhà đó. Và đây là bé Trang, tại nhà bé Trang đó, bé Trang đã xuất hiện. Nhưng mà hôm nay mình giới thiệu về cô bạn Lily Luta cho mọi người. Trong cái lúc mà Huy đọc về Lily Luta cho mọi người biết thêm về cô bạn của mình, thì đây là những cái hình ảnh mà ở Việt Nam đợt 5 tháng trước vừa rồi, là Huy sang gặp lại những cái người bạn mà đã gặp Huy ở bên Thái Lan. Trang là cô bạn Huy mới biết, của bạn của Lily Luta thôi, nhưng mà do em vui tính Huy về Huy chơi, Huy gặp em và trong lúc mà gặp em, cũng như là chỉ là coi lại những cái hình ảnh Huy thác con rít, Huy tới, Huy gặp gỡ bạn bè, thì Huy xin đọc những cái lý lịch về cô bạn Lily Luta cho mọi người nhé. Thì trích trong một cái bài báo ở trên báo Dân Trí của Việt Nam mình, báo website mọi người, thì Lily Luta đã có một bước lột xác ngoạn ngục sau nhiều năm nổi tiếng với vai trò hot girl. Cô luôn giữ được danh tiếng sạch, nhưng đồng thời cũng dần thay đổi hình ảnh theo xu hướng gợi cảm. Bên cạnh đó, Lily Luta cũng là một số ít hot girl công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Hot girl Lily Luta có xuất phát điểm là người mẫu teen cho một vài trang báo mạng, website dành cho giới trẻ. Với vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương và đặc biệt là rất nữ tính, cô nàng được một số trang tin ưu ái gọi là búp bê Việt. Tuy nhiên, thời điểm đó, trào lưu hot girl đã dần bão hòa, nên bấy nhiêu đó chưa đủ để Lily Luta ghi dấu ấn trong cộng đồng teen. Năm 2010, khi Lily Luta đăng quang vương miện,
một cuộc thi hoa khôi dành cho sinh viên. Điều khiến cô nàng xuất hiện nổi bật trên các mặt báo không phải bởi nhan sắc hay tài năng mà bởi cái tên khá hai lúa so với thời điểm, so với hình ảnh hiện đại mà cô nàng theo đuổi. Nguyễn Thị Lượm, tên thật của bạn của Huy là Lily Luta, tên là Nguyễn Thị Lượm nha cả nhà. Việc cô nàng chia sẻ rằng rất yêu cái tên từng khiến mình bị nhiều bạn bè châm chọc, gây tranh cãi. Bạn bè chăm chọc gây được nhiều cảm tình với công chúng. Ý là việc cô nàng chia sẻ rằng rất yêu mến cái tên Nguyễn Thị Lượm, tại vì Huy cũng hay chọc Nguyễn Thị Lượm, Nguyễn Thị Lượm. Nhưng mà Lily Luta rất là yêu quý cái tên của mình và không có điều gì phải mắc cỡ khi mọi người chọc, cho nên là vì thế Lily Luta đã được cảm tình với công chúng. Cũng vào thời điểm đó, cô nàng lựa chọn cho mình phong cách búp bê đậm chất bánh bèo, cực kỳ nữ tính và hợp với nickname búp bê Việt. Cô nàng trở nên nổi tiếng hơn với sự khác biệt so với dàn hot girl mọc lên như nhiều, như nấm, như mưa. Sau năm 2012, cái tên Lily Luta một lần nữa phủ sóng trên các mặt báo khi cô dính tin đồn hẹn hò với Bùi Anh Tuấn, nam ca sĩ hot nhất năm đó. Sau giọng hát Việt mùa đầu tiên, những hình ảnh hẹn hò trên phố của hai người được cánh nhiếp ảnh săn lại và nghiễm nhiên cô nàng được ăn theo sức nóng của bạn trai. Tuy nhiên, chỉ một thời điểm ngắn sau, cặp đôi đã chia tay trong im lặng. Năm 2014 có lẽ là một cuộc mốc đáng nhớ nhất khiến cái tên Lily Luta nóng hơn bao giờ hết. Cô nàng công khai hình ảnh quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là nâng mũi, độn cằm. Những khoảnh khắc gương mặt còn đeo nẹp, sưng vù do phẫu thuật được Lily Luta công khai chia sẻ trên các mặt báo. Thời điểm đó, việc đụng dao kéo còn là một điều gây rất nhiều tò mò, chứ chưa phổ cập như hiện tại, nên các bài báo nói về việc giao kéo của nàng hot girl sinh năm 1992 này được chia sẻ chóng mặt. Chỉ ít lâu sau đó, nàng hot girl xinh đẹp lại tiếp tục tung bộ ảnh nóng bỏng sau khi tân trang vòng 1. Không còn là một cô gái theo phong cách nữ tính dễ thương, Lily Luta có những dáng boss khoe các đường cong một cách đầy gợi cảm và quyến rũ. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà khi nhắc tới Lily Luta, người ta thường nghĩ tới danh xưng hot girl dao kéo. Nhiều người yêu thích nét đẹp hiện đại và hợp mốt của cô nàng hiện tại, nhưng cũng có những ý kiến tỏ ra có thiện cảm với nét đẹp tự nhiên hài hòa của Lily Luta sở hữu trước đây. Cư dân mạng cũng hay ghép những hình ảnh trước mà sau phẫu thuật của cô nàng như một minh chứng sức mạnh của dao kéo. Nói đến khía cạnh công việc, cô nàng chọn nghiệp diễn viên làm con đường dài. Nhưng có lẽ bởi việc được nhớ đến những câu chuyện xoay quanh đời tư, nên có những thời điểm cái tên Lily Luta vô tình bị lắng xuống. Sau nhiều năm nổi tiếng, sự lột xác của Lily Luta đã diễn ra cực kỳ rõ ràng. Một cô gái bánh bèo trở nên quyến rũ và gợi cảm hơn bao giờ hết. Và đây là Lily Luta gợi cảm, hình ảnh cô nàng hot girl đang đeo đuổi hiện tại. Trong video là hình ảnh Huy gặp lại cô nàng sau rất nhiều năm tại sân bay. Và hình ảnh cô nàng mặc một bộ đồ rất đơn giản nhưng vô cùng gợi cảm và xinh đẹp, cho thấy rằng thời trang của cô rất được lòng giới trẻ, cũng như là những cô chú anh chị trên kênh Huy Ma cũng rất là thích thú khi xem những hình ảnh mặc đồ của hai cô gái rất đẹp và dễ thương. Mấy chị, mấy cô, mấy chú comment nhìn hai cô mặc đồ mà mê. Qua những kỷ niệm cũ đây tại khách sạn, những hình ảnh ăn những món đồ đường phố, hoặc là những hình ảnh đi chơi của ba tụi mình, Huy hy vọng những cô chú anh chị nào thích ăn muối, muối của má sẽ là một sản phẩm để gửi đến mọi người từ Nha Trang do má của Lily Luta.
Hy vọng những ai thích ăn muối thì hãy vào trang Lililuta để order một phần 139 600g, sử dụng được 6 tháng để ủng hộ bạn của Huy nha. Và sau đây mời cả nhà xem lại những hình ảnh cũ được tua nhanh tại Bangkok đợt vừa rồi, và cùng xem lại những hình ảnh cũ, cũng như là nếu mà thấy thèm ăn muối thì hãy vào ủng hộ bạn Huy nha. Huy cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái phòng quá đẹp mọi người, view này đó, để quay thêm một chút cho mọi người coi. Và giờ và vui vẻ hơn với Lily Luta sau 7 năm nè. Tình bạn không có thân lắm nhưng mà không, nhưng mà hai đứa còn nói chuyện với nhau vui lắm á. Huy nói cho em có phim một hình nữa, anh gửi cho. Không có đâu, không có nói không, thì đó, nói chung là gì đó. Nói chung là hôm nay là Huy rất là vui. Tình bạn tri kỷ 7 năm không gặp nhưng mà gặp lại thì như mới ngày hôm qua. Có cái bài hát gì đó, Lily hay lắm. Tri kỷ, anh ba tri kỷ biết không? Vượt qua bao khó khăn, dù bước nhau trên đường đời, tóc xanh dẫu phai mờ, theo năm tháng. Sẽ chia bao mọi nào, sẽ chia bao khát khao. Trời ơi, mọi người phải quay thêm cho mọi người coi nè. Chúng mình dẫn Lily Luta đi chợ mua đồ, chứ em cái vali là để mua đồ đi về Việt Nam mà. Em như là nãy giờ nói là cái vali không có nặng. Ủa, hai ba nhỏ đi cá gì trời, lâu rồi tụi mới thấy gái Việt Nam đó nha. Rồi, bye bye mọi người, hai người bye bye. Hẹn gặp lại clip sau nha. Nha, ba người mình rất là dễ thương trong cái ăn ăn cắp buổi ngày hôm nay. Mua gì vậy? Platinum để mua những trang phục cho hai cô gái này bằng tàu điện ngầm. Đây là Skywood đó mọi người. Xinh quá à. Tàu điện ngầm là hướng này. Em đi được hả bà không? Em ở trong chân không? Không, em ở trong chân. Em đi đến đó. Đó là lúc kinh nghiệm xong những lần đi lên Thái thì quay đi bộ để mua đồ được nhiều. Đây là cái xứ có thể bà mấy cái đó không ạ. Lùi lùi đi. Rồi, còn hai con dưới giúp tôi lại nữa cho mọi người coi mới. Đây. Nghe mà sẽ đi nha. Một buổi chiều bật nắng rồi đẹp không? Nắng ép rồi em không? Vui quá, tập lâu rồi mới được gặp lại anh em bạn bè đồng nghiệp này. Dạo đây Việt Nam, em đóng phim gì mới? Mọi người hãy lên kênh của anh, em phim. Có YouTube phải không? Anh nhớ các cái phim gì đóng cái ba gì á? Nhiều lắm nè, phim có nhất định tôi đã được 1, 2, 3. Rồi phim mà vừa rồi thấy cái đặc biệt anh 2 này. Rồi hiện tượng rất là độc lực vừa rồi đó, anh 21 rồi ạ. Vậy là sau một đợt phim này Lily Luta có một cái số lương nên là muốn cho mình xóa gì xóa đó, anh chúc cho em đợt này là quay xong cái xóa là quay trở lại là có dự án này cũng nhiều nha. Lâu rồi không có được quay tới phim ảnh, nhớ cái này quá. Mua gì đó hả? Dạo này biết làm gì cả? Dạo này làm gì? Biết là em học xong gì đi, em nhận này, em nhận này, hai nhận này mọi người coi nè. Đây cái nhận này nha, bự hai bên luôn, bên bự. Ồ, vậy là biết là em học xong, biết em, Facebook là gì? Ủa, sao vậy? Sao vậy? Gì vậy? Không vậy? Ủa, anh tụi thiệt hai đứa mọi người. Nãy giờ vụ là hai người đã yêu nhau, tụi thiệt luôn mọi người. Ồ, bây giờ mình sẽ đi tới đâu không biết. Đi không biết để mọi người. Thì nhớ cái vali đó là mọi người bao nhiêu? Cái này như kia, đẹp, trang. Tàu sau lưng em đang tới rất là đẹp, giống như bên Nhật Bản đó nha. Đó, bắt tàu nè. Cô gái bắt tàu, nguy hiểm, không được bước qua cái màu vàng. Đây, cô gái này, cô gái diễn viên Việt Nam nè. Tàu đã tới rồi mọi người ơi, hai cô gái xinh đẹp quá. Đây, để anh sắp chân. Đi lên tàu nha, anh quay cho các em. Anh quay cho các em của mình. Em, trời ơi, tao 1000 bạc sau rớt đó kìa. Trời ơi, sao bí ơi, là bí ơi, con kìa. Để đi tìm lại dâu quá, giống như là vô cho đập cửa. Tôi xin giới thiệu với hai bạn, đây là cầu tình yêu. Cái đây là các anh em nữ cầu tình yêu và mua những cái đồ hoa bên đây nè. Đó, bao nhiêu đó, 20 bạc hay là nhiêu đó. Rồi tắt nghe cầu tình yêu đó. Ừ, vậy hồi nãy nói gì nói. Không, em cũng muốn cầu tình duyên, em cầu tình duyên lên không? Hồi nãy nói gì tôi bắt cười, tôi cười quá trời mọi người. Bắt cười, mọi người thấy đường không, hai cái đường không? Ờ, ba. Đại đường luôn. Yeah. Rồi mình tới đây, mình ăn xong mình đi qua cái món. Đây, tụi mình ngồi ăn qua ăn đồ cối nha mọi người. Chỉ có hai cái ghế thôi. Đây, tôi thì có như một xong vậy. 100 bạc, 70 nghìn, 60 nghìn mọi người. Ngon, ngon, được không? Cái gì thơm hả? Dạ. Cô đâu vô ăn. Đang lúc vui cái mọi người ơi. Mình ngồi coi nè. Đây, đang lúc. Wow, hello where you from? Yeah. Hello. 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 Chai nước mà đây là đại chúng nha mọi người. Đây là đọc. Tôm không á. Mà cô đi. Đây mắc cười lắm, hồi nãy mua đồ, để chị nó đang cắp đùi. Xong rồi. Mình đi cho nhớ nha, ở đâu cũng có người này người nói thôi, không phải là tại mùa được chơi cái này đấy nha, chứ là biết tiền nữa. Mà đâu thì không phải là Huy nói là được ăn rồi, đi chơi khi mình du lịch thì người ta sẽ được đấy. Nhiều khi mình không nói thì tại mình như vậy là cho mình đúng không? Mình hay sơ ý á,
giống như cái túi của mình, mình mở thì mình làm túi này, trong đây là mắc đồ thì mở túi này, mắc đẹp luôn, không cầu ơn. Nhiều khi mình không có nói nước ai mà mình cứ mắc những người nước khác, đúng không? Đấy là những người nước khác là cái nước này, đó, đấy là gì đó, để cho họ được cảm thấy cái điều đó. Cái này có nghĩa không? Đây vừa bơi xong, bây giờ Huy sẽ quay cho mọi người. Đừng có đụng vô hai cái chỗ chạy kẹp nha. Để tôi tự coi nha.
Cái này là cái tôi nhảy nó sẽ tạo